Rồi em không biên bài bài, xin chào mọi người nha. Hôm nay em lên video báo giá một số món đồ nghề anh em mình tham khảo nha. Anh em mình mua hàng bên em thì liên hệ giùm em qua hai số điện thoại này nha. Đó, em chỉ làm việc qua hai số này thôi. Số này là mình sẽ không kết bạn được nè. Nhưng mà số dưới này của em là mình sẽ kết bạn được ha, tại số này bị đầy bạn rồi anh em. Rồi, anh em mua hàng bên em thì nhận hàng, kiểm hàng, thanh toán thôi. Lưu ý không nhận cọc, không nhận chuyển khoản nha. Rồi trường hợp đúng số điện thoại, đúng số tài khoản của em à, anh em đừng có chuyển kiểu như là chưa xác minh nha ha. Rồi bên em mua hàng á thì để mình tính ship code anh em mình cứ việc lựa chọn món hàng nào mình thích, lên đơn alo cho em là em sẽ ship tới tận nơi. Tiền ship thì rất là đơn giản ha, tiền ship chỉ có 22.000 thôi đối với đơn từ 1 ký, dưới 1 ký ha, còn hơn 1 ký là 23.000, rồi từ từ theo số ký tính lên. Đó, hôm nay sẽ có những cái kềm tuốt dây, một số dòng, cái này là cái cắt cành bằng pin nha anh em. Rồi cái này là cái heat up. Những cái món nào mà em có bao ship thì em sẽ nói lên cho mình, còn món nào em không nói gì hết thì mặc định là sẽ không bao ship anh em nha. Rồi đầu tiên là em giới thiệu cho mình cái hai so sánh cho mình coi hai con khoan của bạn Yamasu nè. Đây, Yamasu về hai con khoan, con màu đen với lại con màu tím. Con này là kiểu là xanh 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 mà kiểu ngả tím anh em. Đó, còn con này là màu đen, vỏ này là xám. Thì bạn này, bạn đen này thì chất lượng hơn, tức là làm cái phân khúc gọi là cao cấp hơn bạn này nha. Từ vỏ ngoài, cao su, mọi thứ của bạn này đều ok, đều gọi là chất lượng hơn rất là nhiều so với bạn này. Đó, mình cầm mình thấy cái chất cao su nó khác nha nè. Đó, anh em mình có công việc nhu cầu làm gọn nhẹ, đó, tóc nhanh nè anh em, nhu cầu của mình là công việc thích gọn nhẹ, không có thích là cọc pin nó quá to rùm rà, là anh em xài cho em con này hợp lý. Tua tới 2.000 lần anh em, mô men sáng lên tới 65 newton, đặc biệt mà tặng cho mình hai cục pin, mỗi cục pin dung lượng là 2A. Đó, cục pin của nó thiết kế như thế này cũng rất là hay, khi mình để nó đứng được anh em, nó đứng mình không có sợ ngã nha. Đó, còn cái cục pin này thì nó lại tròn như thế này, mình để nó đứng thì có khả năng nó sẽ ngã nếu không có điểm tựa hay gì đó, nó không có điểm tựa mà. Các bạn này, cục pin này thiết kế rất là hay. Đó, nhìn như chiếc giày vậy anh em, chiếc giày về em bé vậy đó. Đó nghe nè, thấy chưa? Ta đứng được nha. Bạn này là ta đứng được nè, thấy chưa? Còn các bạn này thì đứng có vẻ như không có chắc chắn bằng. Đó, bạn này thiết kế cục pin hay nè. Đó, bàn này là 50 newton. Đó, cũng hai chế độ ngang chạm. Đó, tiếng kêu thì bạn này hơi ré, bạn này chạy êm. Đó, bạn này em thấy là chất lượng hơn, mắc tiền hơn là đúng là như vậy rồi. Đó, đó, thì nó có giá chênh lệch nhau anh em nhé. Cái bạn này thì chỉ có 900 một bộ thôi. Bạn này nè, chỉ có 900 một bộ thôi, một máy, hai pin, một sạc, một túi. Mình sẽ làm gì, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường, rồi mình bán tôn hoặc là mình vặn ốc vít vô tư anh em nha. Bạn này dư sức cho anh em mình làm mọi thứ, tức là nhu cầu của mình không có cần tới cục pin 18. Pin 18 hơi to cành càng, muốn làm gọn ở trên cao, đi lắp đặt thiết bị đồ đơn giản rồi đó anh em, xài cái này. Cái này cũng vậy, cái này thì anh em muốn chọn cái phân khúc nó cao tiền hơn xíu chơi cái này. Bạn này có 900 nhưng mà bạn này là 1.220.000 nha anh em. 1.220.000, một máy, hai pin, một sạc, một túi. Đó, chất lượng hơn một xíu, anh em phải bỏ ra thêm một xíu tiền nữa nha. Đó, nó có hai phân khúc rõ ràng và cầm giao hoa con máy là mình thấy khác biệt rõ ràng luôn. Đó, tùy nhu cầu quá, bạn này thì thiên về anh em mình xài gia đình nên xài con này ngon lắm. Gia đình nên xài con này hợp lý. Động cơ đều là không chửi than hết anh em nha. Không có cái nào chạy than cả đâu. Bữa nay công nghệ không chửi than hết rồi. 2A, cục pin này thì nó tặng cho mình 2A nữa này. À, nó mắc tiền chỗ cục pin nữa anh em. Cục này thì là 1.5AH thôi, con này thì 2AH. Đó, pin nó dung lượng nó nhiều hơn. À, bạn này ok, anh em mình tham khảo nha. Tại vì em thấy mấy bạn này khá gọn và giá rất là vừa luôn, không quá cao, ai cũng có thể sở hữu được con này. Đó, con mồi là vô tư anh em nhé. Con mồi, con sắt, con gỗ nhỏ, nhẹ, đơn giản là vô tư. Rồi, còn cái này là cái kéo gọi là cái cắt cành bằng pin anh em ha, cực kỳ gọn nha.
bình thường anh em sẽ thấy người ta xài cục pin 18 đúng chưa? Nay người ta chơi pin chọt như thế này, nó gọn, 16V 8A. Đó, bạn này của King Blue, bảo hành 16 tháng. Đó, cắt rất là khỏe nha anh em, cắt cực kỳ khỏe luôn. Một máy hai pin và một sạc. Thì dây sạc của nó là dây adapter như thế này, một cục sạc như thế này, nó chia làm nhánh làm hai, tức là mình có thể sạc một lần hai cục pin luôn, rất là hay nhé. Cho mình một cái hộp, một cái hộp đựng và một số đồ nghề để mình tháo mở cái con này ra. Đã mình muốn tháo mở, mình thay lưỡi hay là cái bảo trì rồi này nọ thì mình làm ok ha. Rồi đây em sẽ test cho anh em mình tham khảo nha. À, đây là cái kéo mà em đang sử dụng để test ha. Đây, đây là cái cành nhãn anh em ha, cành nhãn mình cắt nè. Đấy, cắt nút cây nó rất là ngọt mấy anh ơi. Nè, công việc cắt cành, tỉa cành của mình nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều khi đối với mình cầm một cái máy pin nha. Đây, thấy chưa anh em thấy không, cắt ngọt sọt thôi nè, cắt quá trời ngọt luôn nè không. Mình có thể cắt từ cái cành tầm 2 phân á anh em, hai ai cắt nè, đó cái phát một thôi anh em nè. Trời ơi, nó bén kinh khủng khiếp luôn. Bạn này là anh em mình đây cắt nè, đó cái cành rất là ngọt anh em ơi, mà nhẹ nhàng nữa chứ đúng không. Bình thường á là mình cắt bằng cái kéo bấm cành đúng không, mà đây mình chơi máy pin nha anh em, nó ra cho mình một cái cành nhãn rất là cứng nha, nhưng mà bạn này cắt rất là ngọt, hợp lý đó, tiện lợi trong công việc làm vườn của mình nha. Đó, mà bạn King Blue thì anh em biết rồi, bạn làm cực kỳ bền luôn. Cái lưỡi của bạn là thép của Nhật nha, cái bàn lưỡi nè, nó làm bằng chất liệu là thép của Nhật, thành ra là anh em mình xài hoài á nó rất là bén, thép của Nhật chuẩn nha, chứ không phải là giống như là người ta quảng cáo cái nào là thật cái đó, chứ không phải là người ta nói quá hoặc là quảng cáo láo lên đó anh em. Đó ha, cát rất là ngọt. Anh em nào đang làm vườn á, nhu cầu cho nó nhẹ nhàng hơn á trong cái công việc của mình là nên xài cái này nha, chứ mình xài kéo á thì nó hơi mỏi tay, công việc của mình nhiều mà, thì xài cái này cho em. Giá bạn này là 1,5 triệu, em sẽ miễn phí ship giao hàng tận nơi cho mình luôn nha. 1,5 triệu mình sẽ có cho em một máy một pin, một máy hai pin một sạc một thùng, nói chung là nó full phụ kiện như thế này nè, bảo hành lên tới 16 tháng lận nha. Lưỡi của nó nè, lưỡi này thép của Nhật rất là bền nha. Đó, không phải đơn giản anh em, ta làm ra con kéo không có phải đơn giản là nó lên tới 1,000,000, tại vì nó có những cái dòng kéo giá rất là rẻ nha, rất rẻ luôn. Nhưng mà dòng này sẽ cho mình cảm giác thứ nhất là nó không bị vướng víu bởi vì pin nó chọt như thế này nè, không có vướng víu, nhỏ gọn nhưng mà vẫn đủ độ sắc bén, độ bền bỉ. Lưỡi thì vẫn có thể thay được, anh em muốn mua lưỡi khác anh em thay là chuyện bình thường, quan trọng cái động cơ của mình nó cũng tốt bền ha. Đó rồi, anh em đang có nhu cầu dọn dẹp cây trong vườn rồi liên hệ em bạn này nha. Đó, của King luôn. Còn các bạn rẻ, có rẻ hơn nữa cơ anh em, 18V rẻ hơn thì nó có thương hiệu nó nhỏ hơn, thương hiệu của Navara, nó bán cái thân máy chỉ có 750 thôi, pin sạc luôn mới có 1,2 triệu à, 1,2 triệu năm chục à, là có một bộ xài rồi. Còn cái này đó là 1,5 triệu đó, tiền nào của đó nha anh em. 1,2 triệu em cũng có bán là 18V, nhưng mà điều mình không có đảm bảo được cái lưỡi của bạn không phải lưỡi của Nhật anh em, 750 thì chắc chắn lưỡi của bạn nó không phải lưỡi của Nhật rồi. Còn cái này sẽ cam kết cho anh em là lưỡi chất liệu thép của Nhật, bảo hành tới 16 tháng, rất là dài hạn nha. Rồi còn nếu mình cắt cành tỉa hoa là mình xài cho em cái này của bạn King Lu nè anh em. Nè, nhà anh nào mua cho mình thường là cây nó nhiều hoa quá đó, hoặc là mình thu hoạch quả đồ trên cành nhỏ như nho hoặc là cà đồ này nọ anh em, là mình xài cái kéo như thế này nha. Đây, mũi nó nhọn như thế này để mình luồn lách cho nó dễ nè, tỉa hoa, tỉa cành hoặc là mình cắt hoa trên cành đồ này nọ đó, là mình xài cái bạn này cho em. Đó, cắt nó rất là ok nha, bạn King Blue. Nói chung là cái dòng này cũng nhiều hãng bán lắm, nhưng mà em thấy King Blue là nó bên cái mảng dao kéo nó làm cũng rất là ổn. Nè, đây là cái kéo gọi là cái kéo QC2 nha anh em, mã của nó là QC2, chuyên để mình cắt cành nha. Đó, trời ơi, cái góc nhãn là nó cắt cũng đi luôn, ba cái cành lá là chuyện quá nhỏ, nó luồn lách vô mấy cái này anh em, bấm hoa nè, không nó nhỏ như thế này là anh em có thể tỉa hoa được nè, thấy chưa.
Đó, có 65.000 cái thôi à. Rồi tiếp theo là anh em nào mà hay khoan gỗ ha, hay khoan gỗ thì nên xài cái mũi khoan gỗ nha. Tại vì nó sẽ cho mình một cái hiệu quả tốt hơn so với anh em dùng mũi khoan sắt để khoan gỗ. Này mình chuyên khoan gỗ và nhựa PVC cho em. Một vỉ như thế này là 3, 4, 5, 6, 8. Nè, nó nằm trong cái vỉ cho nên nó rẻ anh em nha. Mình tiết kiệm được cái hộp á. Nhà mình có hộp mình tự mua, mình bỏ vô cái hộp. Còn cái này là nó cho cái vỉ cho nên nó tiết kiệm lắm. 2, 4, 5 mũi ha. Mà có 25 ngàn thôi à. Mũi là mũi nó có mũi định tâm nè, chui tròn nha, chuyên để khoan gỗ. Rồi còn bây giờ nó bỏ vô cái hộp nè, anh em thấy không? Người ta đựng vô cái hộp cái là người ta tính tiền cái hộp à. Đó, cho nên là cái gì cũng phải trả giá hết nha mấy anh, chứ không phải không có cái gì miễn phí đâu. Bạn quật pha, bạn tô tô hoặc là hai bạn chơi vậy đó. Đây, anh em mình coi nè. Em mở ra cho anh em mình tham khảo 8 mũi nè, mà 65 ngàn đây. Cũng y chang như cái vỉ hồi nãy thôi, nhưng mà thêm cái mũi 10 nó là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luôn. Đây, cái me của nó như thế này, khoan ok lắm nha. Anh nào mà hay khoan gỗ, gỗ mềm, gỗ MDF đồ này nọ nè, khoan nhựa đồ này nọ là anh em khoan cái mũi này cho em. Nó có cái me định tâm, xài rất là ok luôn. Thay vì anh em dùng cái mũi khoan sắt để khoan gỗ đúng không? Em thấy đa số chỗ em ai cũng dùng mũi khoan sắt để khoan gỗ hết trơn á. Cái mũi này nó chuyên dụng khoan gỗ, anh em khoan nó định tâm. Đó, 65 ngàn hộp anh em, 8 mũi thôi. Còn ai mà mình mà ưng rẻ thì chơi cái này, tại vì nó không có tốn tiền cái hộp. Chất liệu nó y chang nha anh em. Nó ở trong cái vỉ như thế này, 5 mũi nó có 25 ngàn à, rất là rẻ luôn. Đó, anh em nào mà chuyên hay hay đang thiếu những cái mũi khoan gỗ rồi mua cái này cho em, khoan cho nó ngon nha. Rồi, anh em mình xài đa năng nè, có cái bộ vít cho anh em mình xài đa năng đây. Bữa trước là mấy anh mua lẻ đúng không? Em bán lẻ cái tua vít này nè. Đó, thì nó có bán lẻ cái tua vít này không mà nó bị hoen cái đầu nè, bị rỉ xí thôi nè. Là ta bán một cái mũi như thế này là trị giá là 69 ngàn. Đó, 90 mà giảm chỉ còn có 69, bởi nguyên nhân là nó bị rỉ chỗ này nè. Vậy thôi. Bây giờ mình có cái hộp như thế này. Đây, nguyên một hộp luôn sẽ cho anh em mình xài gia đình nè. Đó, em sẽ cho anh em mình xem hai bộ nha, hai bộ như thế này. Là bộ này thì là của Hàn Quốc phao đó, đầy đủ những cái mũi, nói chung là cũng rất là thông dụng đó anh em, thông dụng đó nha. Đó, vít lắc tự động luôn nha. Bạn này mình sẽ là có 28 chi tiết tổng thể, 28 chi tiết tổng thể nha. Đó, VH0, VH1, VH2, VH3, rồi hoa thị 10, 15, 20, 25, 27, 30, rồi VZ0, VZ1, VZ2, VZ3, H2, H2 rưỡi, H3, H4, H5, H6, rồi mũi SL, rồi một cái đầu nối. Rồi nó có lắc tự động cho anh em mình luôn. Đó, bạn này mini. Đấy. Anh em thấy không? Đó, mình muốn chơi cỡ nào là bạn có hết, qua trái, qua phải, còn không thích thì để chính giữa là mình xài cơ. Đó, đầu nối dài nè. Đó. Rồi, bỏ mũi vít vô. Đó, như thế này. Đó, là cái vít mình tự nhiên nó dài ra nè. Dạ, yeah, lắc tự động, hợp lý không? À, thân của người ta là được bọc cái cao su êm nha, chứ không phải là nhựa cứng dởm đâu nha anh em. Cao su êm rất là ok. Bạn này cho anh em mình bỏ cúp xe, xài gia đình, ở trong gia đình nên có một cái, khỏi mượn ai hết trơn nè anh em. Bạn này giá chỉ có 95 ngàn thôi. Không xài nữa thì mình treo lên như thế này, hợp lý chưa? 28 chi tiết. Rồi là của quật phao ha. Còn của King Glue thì nó hơi xịn hơn tí, cho anh em mình làm chuyên nghiệp luôn. Đây, thì vẫn là cái mũi mà mấy bữa trước em bán lẻ nè, nhưng mà cái này nó không có rỉ nha. À, cho nó hoàn hảo chưa, nó không có rỉ nha đó. Bạn rỉ mới bán 69, còn không rỉ là vô cái bộ này. Đây, tặng mũi nè anh em coi nè, hoa thị có lỗ luôn nha, hoa thị có lỗ luôn. Rồi có mấy cái mũi này nè, em không biết quên quên tên gọi của mấy cái mũi này là cái mũi mở cái gì rồi đó. Rất là nhiều cái con ốc cực kỳ thông dụng luôn. Rồi xong rồi nó có một cái đầu nối dài cho mình nữa nè. À, rồi tặng cho mình tới hai thanh lận. Cái thanh này là để mình gắn mũi vô nè. Đấy, một thanh, hai thanh, thanh nào cũng làm bằng chất liệu là thép S2 hết trơn á. Đó, có tăng đơ nè, mấy cái răng này để tăng đơ đó anh em. Cũng lắc tự động luôn này nọ luôn nha, rất chi và này nọ. Nói chung là bạn kiên mình lưu thì bạn sẽ xịn hơn quật phao nhiều nha anh em, xịn hơn. Đó, gắn vô như thế này. Đó, thấy chưa? Đó. Giá bạn này thì em bán là 180 ngàn anh em nha, 180 ngàn. Nếu mà anh em mua
mua có ship luôn thì sẽ là 200 tròn đi nha. Mua có ship luôn là 200 tròn, tức là bây giờ bạn này sẽ tính tiền ship cho anh em là 20.000. Mà nếu như anh em có mua thêm bất cứ thứ gì trong cái cửa hàng, trong cái món hàng của em, nhà em nữa, thì mình gộp chung vô thì vẫn tính ship 20.000 thôi. Ok không? Tại vì cái một món tính ship 20.000 thì bây giờ anh em mua mấy món cũng tê ship luôn, y chang 20.000. Cái này nó gà lại như thế này nè, gà lại xem nó cũng có cái để mình treo lên nữa nha. Đây, các bạn này là tôi viết dài, bạn quật pha là tôi viết lùng. Đấy, cái này là mình treo lên như thế này, thấy chưa? Và bạn này tới 36 chi tiết là 36 chi tiết. Còn bạn quật phao 28 chi tiết. Đó, anh em nào mà xài ít thì chơi bạn quật phao 95.000. Còn bạn này là 180 nha, 180.000. Nói chung là nó 180 nó sẽ chất lượng hơn đó. Nói chung là vậy đó. À, chất lượng nó chắc có chất liệu làm nên mấy cái mũi này nó tốt hơn, nó cứng hơn á. Rồi, 180 bạn này 95 nha. Tiếp theo là cái bộ hít ốc này, bộ hít ốc của thằng Top đây, 90.000 anh em. Nó dài 50 cm á. Thanh nó nối thì dài tới 50 cm để mình hít ốc nè. Đây, anh em mình làm máy là nên chơi con này, bởi vì nhiều khi là nó có chỗ góc kẹt, ốc mình nó rớt rồi không biết hít kiểu gì hết trơn á, chơi bạn này, có bạn này mới hít được chứ. Đúng chưa? Nè anh em, từ tính của nó rất là tốt nha, thấy chưa? Nó hít nè. Trời ơi, hít rất là khỏe luôn nha. 3-4 con ốc mà đu vô nó là chỉ rất là bình thường. Cái đầu 500 nó là chỗ này nè. Đó. Này nó dài tới 50 cm lận. Mình lò xo uống kem như thế này. Đó. Và là của Top nha. Hàng này của Top chính hãng á. Nè, kiểu nó sẽ hít ốc như này nè anh em. Ốc rớt ở bên trong động cơ đồ này nọ đó, phải có một cái để hít cho anh em. 90.000. 90.000 một cái nha, không rẻ ha. Em thấy nếu mà mấy anh mua mấy cái hàng dởm cũng mấy chục ngàn thôi à, rẻ lắm, rẻ hơn nhiều. Nhưng mà cái hàng này bây giờ của Top, hàng của Top thì mình kiểu như là một cái lò xo nó tốt, và cái từ này ăn tiền cho cái từ đây nó bền ha, chỗ đó đó, thương hiệu của nó mắc tiền vậy đó. 90.000 một cái anh em ha. Rồi em sẽ giới thiệu cho mọi người cái một số cái mẫu kềm tuốt dây, cắt dây, nói chung là đa năng của bạn Kiên Lưu nha. Thứ nhất là bạn nhỏ nhất đây, bạn này rất là hay, tuốt dây rất là bén nha, bấm cốt. Rồi có cái phần này là để cắt chân linh kiện điện tử nè anh em. Tại vì là này nó nghiêng so với mặt phẳng 45 độ nè, là để mình làm gì, cắt dây, dây điện, dây đồ cắt vô tư nha anh em. Cắt dây điện nói chung là bạn này là hợp lý với anh em làm dây nhỏ, cắt chân linh kiện điện tử đồ đó là ok. Rồi khi mình tuốt dây nè, bạn này tuốt rất là bén nha, cực kỳ bén luôn. Mình chỉ việc đưa vô như thế này thôi, em thấy nó rất là bén. Chỉ cần em mắm nhẹ vô như thế này. Đó, em mắm nhẹ em xoay là bạn này đứt rồi anh em. Nè, mắm nhẹ xoay là dây là đứt rồi. Nè, dây bạn này là dây em đang dùng là dây KDV nha, dây điện KDV đó. Nè, nè, ha. Chỉ mắm nhẹ xoay nhẹ là bạn này đã đứt rồi. Siêu bén luôn, cái phần tuốt dây của bạn rất là tốt nha. Mà bạn này rất là nhỏ gọn. Anh em làm việc nhỏ ha. 69.000 cái, thân người ta là bọc cao su êm chứ không phải nhựa cứng nha. Những cái thân cầm đó là chắc chắn luôn, bám chính rất là tốt. Rồi 69.000 thôi anh em, quá rẻ. Còn bạn này đến đây là bạn này rẻ hơn nữa cơ. Bạn này có 75.000 thôi mà bạn này làm được quá trời chức năng luôn. Bạn này là mình kẹp dây nè, mình tuốt dây nè, mình cắt dây nè. Anh em mình cắt dây nè không. Cái phần này giống như một cái kéo vậy anh em. Nè phần này cắt dây cực kỳ sắc luôn nha. Đây chỉ việc đưa vô anh em mình cắt nó rất là ngọt, cắt dây cực kỳ sướng luôn. Đây nè. Đó, bạn này cắt dây siêu ngọt luôn nha. Ra một cái đường, anh em nhìn cái đường cắt của nó nè. Cái lắc cắt của nó mịn kinh chưa? Ngọt ha. Rồi mình bấm cốt chỗ này cho em. Cái phần này là phần bấm cốt nha. Anh em mình thợ nhìn vô là biết ha. Còn cái phần này để cắt dây thừa nè. Phần này tuốt dây nè, còn bén kinh khủng luôn. Mình chỉ việc đưa vô, em thấy đưa vô nè. Đó, mắm phát thôi. Xoay là đã đứt rồi. Còn bén hơn các bạn 69.000 nhiều luôn nha. Nè, nhẹ nhàng lắm anh em, bạn này làm rất là nhẹ nhàng luôn đó anh em. Nếu mà xài vậy mà mấy anh muốn vừa tay là anh em xài con này nè, bởi vì nó dài ha, nó dài tới 18-20 cm lận đó, anh bạn này dài tầm 20 cm đó, là nó vừa tay của mấy anh. Tay bàn tay của đường âm thì nó to, đối với em thì nó hơi lớn, nhưng mà đối với đường tay của đường âm á thì nó sẽ vừa tay của anh em lắm luôn. Bạn này tiện cực kỳ luôn nha. Nó quan trọng là cái chỗ tước dây này nó bén á, mắm vô một cái làm cực kỳ nhanh luôn đó. Cắt dây cũng sướng nữa, cắt phật phật quá trời sắc bén luôn anh em. Mà có 75.000 à, tay cầm ta bọc cao su êm rất là xịn nha. Đó, của bạn Kiên Lâu 75.000, cái 69 cái 75 là cái dân dụng mà em bán chạy nhất ở nhà em luôn á. Rồi giờ tới cái công nghiệp hơn nè. Công nghiệp hơn là em có cái này,
Các bạn này là 140.000 một cái, em sẽ miễn phí ship cho mấy anh xài thử chơi. À, nó có lò xo tự bung, cơ cấu tự bung. Anh em mình chuyên cắt dây nè, cắt dây cây cỡ lớn nha, dây 6 chấm rồi đó, bỏ vô cho em. Cắt dây cáp nha. Là ok hết, bởi vì lưỡi của bạn là chất liệu thép CRV. Anh em chơi dây cáp bình thường nha. Ba cái dây 3 chấm 4 chấm này là chuyện quá trời đơn giản. Mà anh em thấy lắc cắt của nó không? Ba cái dây mà nhỏ nhỏ như thế này là quá trời đơn giản nha. Thép CRV anh em cắt cáp vô tư nha. Rồi tước dây nè. Trời đất, cái bạn này tước dây còn nhanh hơn, tước được dây lớn luôn anh em. Là tước được cái đường kính dây rất là lớn nha. Đây, cái bạn này là mình tước dây lớn làm lớn luôn á. Đó. Đó. Trời. Đụng nhẹ thôi anh em. Trời, nó còn bén hơn cái gì hết nữa. Em mới có đụng nhẹ thôi mà nó tước luôn sợi dây đồng luôn anh em. Trời, quá trời bén luôn. Nó hợp với dây lớn anh em. Nè. Đó, rồi cái phần này là bấm cốt nè. Anh em thấy đa năng không? Bự tự bung nè, chuyên làm mấy cái nào mà cần để tránh mỏi tay là anh em nên dùng cái chế độ tự bung này cho nó dễ. Nè, cắt dây nè, tước dây nè, bấm cốt nè, đa năng không? Tự bung luôn, có lò xo nè. Đó, không thích xài nữa anh em khóa lại như thế này cho em. Đấy. Bạn này giá 140 nha. Nè, thân của người ta bọc cao su nha. Mã là KND180 ha, KND180. Trời ơi, bạn này 140 mà em lại miễn phí ship cho mấy anh nữa, ngại gì mà không dùng thử. Con máy kìm nè, can kìm nè của anh em đang hư là nên thay bằng con này cho em nha. 140.000, tay cầm của nó anh em khỏi cần mang găng tay luôn. Cái găng tay là để bám dính đúng không? Bạn này là cực kỳ hít luôn. Tay anh em nào mà có mồ hôi mà cầm ba cái can kìm của Kim Blue là khỏi sợ nha. Tay cầm người ta bọc cao su êm nè, đó, ăn mồ hôi lắm, cầm vô cái là rít rít à. Còn bạn này thì thuộc cho anh em mình tuốt dây ngang rồi nè. Tuốt dây ngang, bấm cốt, cắt dây. Tuốt dây ngang nè, cắt dây nè. Rồi bấm cốt nè. Đó. Bạn này thì để em coi nè, em tuốt mọi mẫu cho anh em mình xem ha. Cái này là cái cử nha. Cử bây giờ mình không xài, mình lấy ra bỏ vô như thế này. Đó, tuốt dây. Là bạn này tuốt dây ngang. Đó, mình nối dây ngang, mình không cần phải mình không cần phải phải cắt ra đó anh em ha. Đấy, cắt dây nè, tuốt dây nè, bấm cốt nè, rất là ok. Đây, giá 180 nha. 200.000 là em sẽ gọi là 200.000, nếu mà bạn này giá 200 là em miễn phí ship, tại vì bạn này không bao ship nha. Bạn này không có giá tốt để mà bao ship được. Đây, bạn 140 là vì sao? Bạn 140 này em thấy bạn này rất là ok cho anh em mình làm dây lớn đồ này nọ đó, cho nên là em muốn cái nào mà em muốn khách em dùng thử là em bao ship à. Đó, khách nào chưa dùng thử, chưa xài thử những cái dòng này là em sẽ bao ship. Còn cái dòng này nó quá thân thuộc rồi, dòng này em bán chạy lắm đó, cho nên là 180.000 không bao ship nha, 200.000 là bao ship luôn đó. Những thị trường người ta sản xuất rất là nhiều loại kìm giống này, 800.000 một cái cũng có, mà 100.000 một cái cũng có đó, những hãng khác. Em thì bán King Blue. À, đối với em như thế này là em thấy hợp túi tiền và rất là chất lượng nha. Rất là chất lượng ha. Anh em mình tuốt ngang hay là anh em mình tuốt dập gì là chơi được hết trơn à. Đó, thấy chưa? 180 nha. Đó. Bạn nào cũng được bọc cao su êm hết đó, cái thân của bạn nào cũng rất là chất lượng luôn. Nè. 6975, 140, 180. Đó, cỡ nào cũng có anh em ha. Rồi, tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho anh em tới mấy cái kìm hàng kẹp mát của bạn King Blue, bạn LS. Đây, kẹp mát nè anh em. Đây ha, kẹp mát 300A, giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Kẹp mát 300A nha. Rồi đó là kẹp mát 500A. Đó, 40.000 một cái. Kẹp mát 500A nó lớn hơn nha anh em. Đó, kiểu vậy. Đây, của bạn LS thấy làm cũng rất là chỉnh chu anh em. Rẻ chứ đâu có cao tiền đâu đúng không? Rẻ tiền ha. Đây. Đó, kẹp mát có 40.000 cái à, quá trời rẻ rồi. 300A là 25.000 nha, còn 500A là 40 nha anh em. Đó, hơn nhau 100A. Rồi còn kìm hàng á, kìm hàng thì em sẽ có của King Blue hai loại cho mình, là loại 600A với lại 800A nha. Bạn này 600A, giá 100.000 một cái. Đó, 600A. Còn bạn này là 800A ha. 800A, bạn này lớn hơn nè, em thấy không? Kích thước rồi, hai bạn khác nhau hoàn toàn nha. Bạn 800A, bạn dài kinh khủng chưa? Dài, to. 800A thì giá là 130.000 nha. 130, với bạn này là 100. Đó, rẻ hơn thì đầy anh em. Nói chung ngoài thị trường anh em mua đồ rẻ thiếu gì. Đó, nhưng mà nói về chất lượng thật
tương có xứng với giá tiền thì anh em nên xài kim blue. Những cái dàm nhà em bán này nó thiệt với anh em á, tiền nào chất lượng đó y chang luôn. Tại vì em nhiều khi em không có, em thấy nó giống nhau, ví dụ như một bạn kim blue cũng có con vít đó, mà bạn quật phao cũng có con vít đó, nhưng mà vì sao bạn kim blue lại mắc hơn thì em đều mua về để em trải nghiệm thử, để xem thử vì sao cái bạn đó lại mắc tiền như vậy, mắc hơn, giống nhau như vậy mà lại mắc tiền. Đó là mình phải trải nghiệm qua mới biết được. Thực những cái dòng đồ hãng là người ta công bố giá trị thật hết trơn à, không có ảo, tiền nào đó là tương xứng với chất lượng đó. Ở nhà em bán thì chuyên mấy cái đồ này, nó giá nó cũng bình dân thôi, không quá cao. Em thì em chưa chơi được những cái dòng cao cấp lắm, nhưng mà những cái bạn này nó vừa túi tiền của đại đa số khách hàng nhà em ha. Anh em mình tham khảo ủng hộ em nha. Đây mũi độc nè, đây anh em độc mộng nè, 101.000, 101.000 ba cái ha, 101.000 ba cái của quật phao. Tay cầm thì nó lại bằng bằng nhựa nha, tay cầm bằng nhựa ha, dài cái lưỡi của nó dài 10,5 cm đó, 101.000. Còn cái này là dũa gỗ mini nè, anh em mình làm những cái chi tiết nhỏ nhỏ rồi đó là cần dũa này đúng không, hình bán nguyệt, hình tròn, hình trụ, hình vuông, hình dẹp gì lại đủ trong này hết trơn nha. Đó, một vỉ như thế này mỗi cái là nó dài 14 cm, vỉ này nó 55.000 thôi à. Đó, dũa kim loại mini. Rồi lục giác của Nhật anh em, lục giác SK11 của Nhật nha. Bạn này thì hàng bãi, hàng bãi nhưng mà mới như cái bên trong anh em, kiểu như là cái đầu vít của nó này kiểu như chưa xài luôn. Hàng này cái là kiểu hàng người ta, shop người ta thanh lý bỏ ra này, chứ chưa xài. Nó chỉ kiểu bị rỉ nhẹ phần đuôi đó, mà em có xịt chống rỉ trong này rồi. Đó, mũi của nó thì kiểu như nó mới như chưa xài luôn, mũi của nó chưa có dấu hiệu bị tè luôn mà. Nè anh em nhìn nó bị rỉ là do thời gian thôi. Cái này là mỡ nó bôi nó dính nè. Đó, còn cái này là anh em nhìn cái đầu lục giác của nó này, thấy chưa, chưa có dấu hiệu tè luôn, rất là tốt nha. Thép cái hãng của nó là hãng SK11 quá anh em. SK11 là một cái thương hiệu làm đồ nghề cũng khá là nổi tiếng bên Nhật. Một cái mũi của nó sẽ dài 6,5 phân, dài 6,5 phân. Và khi anh em đã xài đồ Nhật rồi thì anh em lưu ý máy Mỹ gắn không có vô nha, bởi vì này là mũi của Nhật, nó thiết kế kiểu máy của châu Á, hàng nội địa mà, là anh em mình xài máy Mỹ là gắn không có vô. Tại vì máy Mỹ người ta xài chui ngắn, ta chịu cái mũi chui ngắn thôi đó. Rồi có cái món này bao ship là hot hòn hot nhà em luôn, đó là món mũi là khoan là tâm hai cạnh. Cái bạn này là nổi tiếng nhất của King Blue, 6, 8, 10, 12 đó, 6, 8, 10, 12, 140.000 miễn phí ship giao hàng tận nơi. Mũi là tâm hai cạnh, cái mũi này anh em mình khoan đủ thứ hết trơn á, sắt, gỗ, nhựa, alu, rồi khoan kính, khoan bê tông nha. Khi mà khoan bê tông là bạn này khoan ngon lắm anh em, nhưng mà đụng sắt là cháy mũi vậy thôi, lưu ý đừng có cho đụng sắt. Và không có dùng chế độ khoan búa nha, dùng chế độ khoan búa là nó sẽ bị mau bị mòn cái hộp kim này đi đó. Giờ anh em mình muốn trải nghiệm thì cứ mua cho em bộ này 6, 8, 10, 12, em miễn phí ship luôn mà, 140.000 thôi, miễn phí ship giao hàng tận nơi luôn. Một món miễn ship thì có mua thêm cái gì cũng được miễn ship hết trơn á nha. Anh nào mua lẻ 4 mũi 8 cũng không có được miễn ship đâu. Chỉ miễn ship với một trường hợp anh em mua cho em 4 mũi 6, 8, 10, 12, 140 ngàn. Mỗi một mũi nó sẽ dài 9,5 cm nha. Rồi anh em mình xài mài khuôn là xài cái này cho em nè. Mài khuôn mà nhiều khi ở trong cái góc kẹt nào đó mình muốn mài cái ba dớ nó đi, với là anh em xài cái này nè anh em. Đó, gọi là cái nhám xếp hình trụ. Đấy chứ anh em kẹp vô mấy mài khuôn rồi mình mài ở trong mấy cái lỗ á ha. Đó, nó sẽ đi ba vớ và nó mịn, nó nhẵn ở trong. Và cái xếp của thằng quật phao rất là ok nha anh em. Đây, nó có kích thước nè. Đây, bạn này là 50mm và nó có là 40 gì đây. Nó thích hợp với tới 13.000 vòng lận anh em nha. Mài khuôn anh em chạy tóc bao nhiêu, bạn này chịu được tới 13.000 lận nè. Đó, bạn này chịu được tới 13.000. Trời ơi. Đây, cái này là kích thước lớn nha. Đó, 50. Bạn này em bán lẻ nè, 15.000 cục. Còn bạn này có 7.000 thôi. Đây anh em chơi bạn này 7.000 thôi. Tùy vào cái độ cái xếp nhiều ít các anh em. Bạn này 25 nè, 120 nhám. Tức là 120 xếp nè anh em, cái xếp này tới cái độ mảnh đồ mịn nhá. Rồi 120 xếp, nó nhiều xếp thì nó mịn hơn á. Rồi bạn này thì ít xếp hơn nè. Bạn này cũng 25 mm nhưng mà bạn này có 60 xếp thôi. À, 60 cái nhám xếp thôi. Đó. Ở trong cái góc kẹt, trong lỗ, trong hang rồi này nọ là anh em mình đưa vào bao ok luôn. 6.000, 7.000 cục thôi anh em. Bạn này 6.000 nha. Còn bạn này mịn hơn là 7.000 nha. Còn bạn này lớn, bạn này lớn hơn thì có giá là 15.000 cục. Anh em mua lẻ thoải mái cho em nha, không nhất thiết mua cả hộp đâu. À, anh nào muốn mua lẻ về trải nghiệm dùng thử cho em.
ai xài bạn này rồi thấy cũng thích, tại vì nhiều khi anh em xài đồ rẻ đúng không? Là đây ví dụ nha, em thấy như ở ở khu vực nhà em ta bán mấy cái bông trà này nè, 5.000 cũng có anh em, 10.000 cũng có một cái nữa, thậm chí 2-3.000 một cục cũng có nữa. Không biết là chỗ mà mấy anh là như thế nào, chỗ em là có như vậy đó nha. Cái này bông trà này là của thằng Quật Phao đó, mình gắn vô máy mài cầm tay của mình để mình chà đó anh em. Cái cốt của nó này có công tắc nè, anh em gắn vô máy mài cầm tay của mình để mình chà rỉ nè, mình đánh nó rỉ rồi nọ đó. Đây 30.000 một cái đó, thường thường anh em mua có 10.000 à, 10.000 là mắc tiền đó nha. Còn có loại chỉ có 2-3.000 một bánh thôi, khi mà chạy tốc độ maximum lên tới 9.000 vòng thôi là nó bay hết trơn mấy cái kiểm này đi, ba cái kiểm kiểm trà này nó bay hết trơn đó. Còn bạn Quật Pha bạn sẽ đánh rất là tốt, cái kiểm nó rất là dài dặn, kiểu như là mình đánh nó lâu lâu mòn hơn anh em, xài bền lắm. Bạn này nè là khách nhà em đã xài đồ rẻ 50.000 rồi, mua bạn này 30.000 về xài rất là khen luôn, xài rất là lâu mòn lâu hư. Ổng xài 2-3 tháng rồi ổng mới quay lại ổng mua thêm cục khác đó anh em, kinh khủng không đó. Nó lợi nha anh em, tính ra rất là lợi mà nó được việc lắm, mà rất là ok. 30.000 một bánh nha anh em. Cái này gọi là cái chém cước á, gắn vô máy mài á anh em, 30.000 đó. Anh em mình cứ coi theo dõi đi, ở gần chỗ nhà anh em là bán bao nhiêu một cái, thường anh em mua 5.000, 10.000 hay là nhiều. Chỗ em bán cái này 30.000 đó, anh em mình tiền nào của đó nha, mình xài cực kỳ sướng luôn, đánh rỉ rất là ok, bền lắm đó. Rồi tới cái là hồi nãy nói cái lục giác nhặt rồi, bây giờ tới cái lục giác của Kiên Lưu nè. Kiên Lưu nó có lục giác nè anh em, nhưng mà nó dài tới 10 lận, mà xài cho mấy Mỹ hay mấy châu Á gì nó chơi cũng ok hết á. Nó có hai cái G để nhặn nè, không Mỹ châu Á gì nó cũng chịu hết nha. Thép là thép S2 chịu lực đó, thép S2 cái này là thép rất là bền nha anh em, xài cái này không có sợ bị mau tà đầu đâu. Tà thì nó sẽ tà đó, theo năm tháng thì nó sẽ tà đó, nhưng mà điều là nó sẽ không có dễ tà giống như là những cái đồ rẻ anh em mua ra ngoài thị trường. Rồi một bộ như thế này có 105.000 hả, giá là 105.000 nha. Mình có lục giác 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. Rồi còn cái bạn này là hoa thụy ha, bạn này là hoa thụy nè, T6, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Đó, mỗi cái mũi nó dài tới 10 cm, nó tiện lắm. Nhiều khi mình đút có vào trong sau mình làm nó được, cái tiện của bạn nhặt kia chỉ có dài 6.5 phân thôi, bạn này dài tới 10 phân là rất là tiện nha. Hoa thụy nè, hoa thụy có lỗ luôn anh em, hoa thụy có lỗ luôn nha. Thép này là rất là bền, em xài em mở những cái con ốc rất là cứng luôn mà không bị tè đầu nha. Đó, trải nghiệm qua rồi, anh em nào mua 2 hộp là 200, 1 hộp là 105.000 mà 2 hộp là 200 nha. Lục giác với hoa thị màu đen của Kiên Lưu đó. Rồi anh em mua mũi rút lõi đi, mũi rút lõi Kiên Lưu ở Thanh Lý bây giờ em cũng còn bao ship cho mấy anh luôn nè, mà em có về cái chui dài nữa cơ, chui dài luôn nha. Mũi rút lõi nè, đây cái này em lấy mẫu để cho mấy anh coi, mũi rút lõi phi 60-63 nè, em có 55-60-63 nha. Đây có mũi định tâm giống như thằng Unica luôn anh em, y chang vậy đó. Đây là cái me định tâm của nó nè, đây đây là cái me định tâm ha. Rồi đây là cái me của nó, anh em mình rút lõi tường gạch là chuyện quá đơn giản nha. Bạn này thì anh em có thể rút được bê tông luôn nha đó, có thể khoan vô bê tông được luôn, bê tông cứng luôn đó nha. Nhầm nhò gì với nó, bình thường người ta bán 1.5 triệu nay người ta thanh lý bỏ mẫu ra mẫu mới đó anh em, ta bỏ mẫu cũ ra mẫu mới, thanh lý bạn này giá chỉ có 750.000 thôi, nó đi với cái chui ngắn. Còn mấy anh muốn chui dài thì phải bỏ thêm 100.000 để xài chui dài. Đây cái chui dài của nó đây, đây cái chui dài đây anh em, rất là dài luôn. Đây để em lấy ra cho anh em coi cái chui dài của nó này, nhưng mà chỉ xài cho đầu kẹp thôi nha, nó không có thiết kế chui SDS mấy anh ơi, nó không thiết kế SDS nha. Đó nó nghiệp vậy đó. Đây là cái chui dài của nó này, cái chui ngắn thì nó chỉ tới đây thôi, còn cái này nó chui nó dài. Nhiều anh là muốn khoan xuyên tường đúng không, khoan cho lỗng tường luôn rồi xài chui dài như thế này, chỉ dùng cho máy đầu kẹp thôi nha, không có xài cho máy SDS anh em ơi. Nó không có thiết kế SDS, nó chỉ dài thôi, nó chỉ thiết kế như thế này thôi đó, như thế này nè anh em thấy không. Unica nó bán 3 triệu thì con này nó nhái lại nè, nó học hỏi lại cái công nghệ kinh nghiệm của bạn Unica, bạn làm ra một con cho anh em dễ tiếp cận hơn nè, đã dễ mua hơn nha. Đó có 750 thôi, nếu mà anh em nào muốn lấy cái chui dài như thế này á thì giá của nó sẽ là 850, còn chui ngắn thì 750 nha. Đó rồi 55 thì 700, phi 55 á anh em, phi 55 á là 700, còn 60-63 thì nó sẽ là 750. Đó cứ cộng chui dài vô thì cộng thêm 100.000 cho em.
Rồi ok ha. Nhận hàng, kiểm hàng, thanh toán thôi anh em. Em bao ship nha. Đối với mũi rút lõ này em sẽ bao ship cho anh em mình luôn. Nhận hàng, kiểm hàng, thanh toán, thử thoải mái. À thử là phải trả tiền mới thử nha, chứ không phải tự nhiên không có thử miễn phí nha anh em. Thử là phải trả tiền thử đó. Rồi ok, anh nào mua thì nhắn Zalo cho em, được miễn phí ship mà. Rồi, mũi rút lõ phi 55 60 63, chương trình rất là hot luôn. Rồi, video của em hôm nay tạm dừng ở đây. Hẹn anh em ở video hôm sau nha. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi nha.